Vâng ạ, chỉ với 10 triệu 500 ngàn đồng các bạn em có thể sở hữu ngay cho mình với một bộ dàn loa karaoke tại Zika cùng em. Các bạn em không nghe nhầm đâu, và chương trình ưu đãi đặc biệt với những cái bộ loa như G2000 này, đây là thiết kế mới nhất của năm 2023, dòng Bass 30. Chúng em kết hợp với hệ thống đẩy liền vang X7 Pro DAC và thiết bị thứ ba trong bộ dàn này, đó là bộ mic không dây V-Cap 4.9. Ba thiết bị này có giá niêm yết là 16 triệu và Zika đang ưu đãi khuyến mại chỉ còn 10 triệu 500 ngàn đồng, và nó có hai cái lý do chính đáng để chúng ta được hưởng cái ưu đãi này trong dịp hè nhá. Đó là Zika đang kết hợp với hãng Vivus đưa ra chương trình chiêm rất là lớn. Thứ hai nữa là trong bộ dàn này thì có chiếc đẩy liền vang X7 Pro DAC. Hiện tại phiên bản đẩy này đã trôi bảo hành chính hãng. Tuy nhiên Zika chúng em vẫn có trách nhiệm bảo hành cho anh em khi mà đến với Zika cùng em. Với ba thiết bị này, và em sẽ đi vào test một bản karaoke. Xin mời anh em cùng trải nghiệm chất âm của bộ dàn 10 triệu 500 ngàn đồng tại Zika cùng em. Vì lời dặn từ lúc anh ra về rằng mãi đây anh lại đến ước nguyện tròn một đời. Phần trình diễn karaoke vừa rồi trên bộ dàn mà hiện tại Zika đang ưu đãi với 10 triệu 500 ngàn đồng, thì các em thấy sao về cái phần trình diễn karaoke cũng như hình thức phù hợp với những không gian nhà mình, thì có thể để lại số điện thoại của em tư vấn thêm về bộ dàn này và chương trình ưu đãi, số lượng có hạn các anh em nhé. Hãy nhanh tay đăng ký để là người may mắn trong cái dịp khuyến mại đặc biệt này tại Zika. Của em xin phép được khép lại video đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em vào những video tới tiếp theo.